các bạn quay trở lại kênh Nhẫn Tâm mình nha, nơi mà các bạn có thể cập nhật được những chính sách mới, những thuật toán mới YouTube và những thay đổi mới của Network. Thì trong video này ngày hôm nay, Nhẫn Tâm cảm thấy rất là vui khi được gặp lại tất cả các bạn. Trong video này ngày hôm nay là Nhẫn Tâm sẽ hướng dẫn cho những người bạn mới bước chân vào làm YouTube những ngày đầu tiên còn đang bỡ ngỡ cách để mà ẩn đi những lượt nhận xét tiêu cực. Có nghĩa là bạn mới bước chân vào làm YouTube thì bạn làm video chắc chắn là sẽ không có hay, và bạn nói chuyện không có giỏi và sẽ khiến cho người xem cảm thấy bức xúc, và người ta sẽ comment những lời nói không hay cũng như là dislike video của các bạn liên tục. Thì trong video này ngày hôm nay là Trần Thế Tâm sẽ hướng dẫn cho những người bạn mới bước chân vào làm YouTube cách ẩn đi những lượt nhận xét tiêu cực, giữ lại để xem xét những cái từ như là CC, LL hoặc là những cái từ tế nhị, mình giữ lại để mình xem xét sau, nếu ổn định thì mình phê duyệt cho nó ra ngoài, và chỉ các bạn cách ẩn đi cái lượt thích và không thích để giúp cho cái video của các bạn trở nên uy tín hơn nha, để cho bạn bớt nản lòng để bạn làm YouTube cho nó được tốt hơn nha. Thì mình ngày trước mình làm YouTube cũng giống như tất cả các bạn vậy, cũng chẳng biết quay, cũng chẳng biết nói chuyện, chẳng biết làm gì cả, rồi mình cố gắng mà tập từ từ rồi mình sẽ thành công. Và bây giờ mời các bạn nhìn thẳng vào màn hình để mình hướng dẫn cho tất cả bạn cùng biết nha. Thì để mà làm được á thì các bạn hãy bấm vào Google Chrome cho mình, và các bạn bấm youtube.com. Xong rồi các bạn ngó bên góc tay phải có 3 dấu chấm, các bạn bấm vào. Các bạn chọn cho mình đó chính là trang web dành cho máy tính, nếu như bạn đang sử dụng điện thoại. Còn nếu như bạn sử dụng máy tính thì bạn không cần phải chọn trang web dành cho máy tính đâu nha. Và kế tiếp là các bạn bấm vào cái ảnh đại diện kênh của các bạn, và các bạn bấm vào YouTube Zero cho mình. Thì sẽ ra một cái trang tổng quan như thế này. Thì các bạn bấm vào video thì sẽ hiện ra toàn bộ những video mà của các bạn. Mình ví dụ nha, ở đây mình có một cái video mình vừa mới đăng lên, thì cái số lượt xem á là 2612, lượt nhận xét á là 1211, và cái lượt thích và không thích á, thích là sẽ là 321 và không thích là 3. Thì ví dụ như cái lượt không thích nó nhiều hơn cái lượt thích thì làm cho video của các bạn bị mất uy tín, và video của các bạn người ta không muốn xem vì cái lượt đánh giá nó quá tệ nha các bạn. Thì để mà xử lý được cái trường hợp này thì bắt buộc các bạn phải ẩn đi cái lượt thích và không thích để cho khán giả không có biết, thì như vậy cái video của các bạn người ta sẽ ít đánh giá hơn nha các bạn nha. Thì những người bình thường ta xem người ta chỉ thấy là thích và không thích thôi, thì người ta sẽ không có biết được cái nào là nhiều hơn và cái nào là ít hơn. Và bây giờ mình sẽ chỉ cho tất cả các bạn cách ẩn đi nha. Để mà ẩn đi thì các bạn bấm vào cây viết này cho mình. Thì ở đây sẽ hiện ra cái giao diện như thế này. Thì các bạn bấm vào tùy chọn khác cho mình. Thì các bạn kéo xuống dưới. Thì các bạn sẽ thấy cái mục đó chính là người dùng có thể xem thông tin xếp hạng của video này. Các bạn tắt đi. Và các bạn bấm lưu lại là những người bình thường khác xem là sẽ không thấy được cái số lượt thích và số lượt không thích. Chỉ riêng mình bạn mới có thể xem được thôi nha các bạn nha. Và kế tiếp là mình sẽ chỉ cho tất cả bạn cách để các bạn ẩn những bình luận. Ví dụ người ta chửi bạn là CC, LL hoặc là những cái từ mà bạn cảm thấy là tế nhị, những cái từ không hay. Thì để mà ẩn được thì các bạn hãy bấm vào. Thì ở đây các bạn chọn cho mình đó chính là giữ lại các bình luận có khả năng không phù hợp để xem xét nha các bạn nha. Hoặc là các bạn có thể chọn đó chính là giữ lại tất cả các bình luận để xem xét luôn. Hoặc là bạn tắt bỏ tính năng nhận xét trên video của các bạn luôn nha. Còn như mình là mình sẽ để là cho phép mọi bình luận nha. Rồi xong các bạn bấm lưu lại. Và kế tiếp là mình sẽ chỉ cho tất cả bạn cách để các bạn coi những cái bình luận nào bị tạm giữ lại, những bình luận nào bị xì bam ngay trên cái video của các bạn luôn nha. Và các bạn kéo cái thanh bên tay trái nè các bạn. Bạn tìm cho mình cái mục nhận xét nó nằm bên tay trái nha. Và bạn bấm vào nha. Thì nó sẽ hiện ra một giao diện như thế này. Và trên cái video này mình mới đăng cách đây khoảng mấy tiếng thì có tới 400 người đã bị vi phạm. Thì bây giờ mình bấm vào để cho các bạn xem người ta vi phạm những gì nha. Đây là những người bạn mà comment quá nhanh thì nó sẽ bị ảnh hưởng, đó chính là bạn bị rơi vào cái mục có thể vi phạm là 400 người. Mà hằng ngày á, một người bạn của mình á, phải vào phê duyệt toàn bộ này để cho tất cả bạn không bị băm nha các bạn nha. Chứ không á, là các bạn bị rơi vào cái mục có thể vi phạm này là các bạn đã bị xì băm rồi nha các bạn nha. Và bây giờ các bạn coi thử coi người ta ghi như thế nào mà bị xì băm nha các bạn. Nè, những chia sẻ về cách làm YouTube của anh quá hay. Những cái từ này đều tốt đẹp hết các bạn. Nhưng mà tại sao bị xì băm? Có thể là bạn này xem video quá ngắn,
hoặc là bạn này vào là không hề xem video luôn mà đã đi tương tác rồi thì sẽ bị ảnh hưởng, đó chính là có thể là spam nha các bạn, thì nó sẽ nằm vào cái mục này. Còn cái mục kế bên đó chính là giữ để xem xét, thì ở đây á là có một số từ mà YouTube không cho phép bạn bình luận á, thì sẽ bị rơi vào cái mục đó chính là giữ để xem xét. Cái mục này bạn không hề bị ban nha các bạn nha, chỉ sợ là bạn rơi vào cái mục có thể vi phạm thôi. Còn cái mục giữ để xem xét thì không sao cả, nó rất là ít nên mình có thể là phê duyệt liền cho tất cả bạn luôn, mình không cần kiểm tra. Cái quan trọng nhất là có thể là vi phạm thì bắt buộc mình phải kiểm tra thật là kỹ để mình xem coi có những cái đường link nào mà mã độc không bạn dán vào đây mà mình vô tình mình bấm vào, mình phê duyệt cho tất cả bạn á, là kênh của mình sẽ gặp nguy hiểm nha các bạn nha. Vì vậy mình phải kiểm tra nên mất thời gian lắm. Khi mà các bạn muốn giao lưu bên dưới cái phần bình luận video của mình á, thì các bạn like video ủng hộ cho mình, cũng như là các bạn á, xem video dài một chút xíu để các bạn tránh bị spam trong cái mục có thể vi phạm này nha. Thì hồi nãy mình đã chỉ các bạn á, cái cách để mà giữ lại những nhận xét mà có thể là gây xấu cho video của các bạn. Ví dụ như người ta chửi bới các bạn á, thì nó sẽ nằm bên trong cái mục giữ để xem xét. Thì lúc đó các bạn có thể xem xét, và nếu như các bạn á, thấy mà bình luận đó nó chỉ là vô tình bị dính vào những cái từ bị chặn thôi thì các bạn phê duyệt. Còn những cái mã độc nào, những đường link nào mà quá độc hại á, thì các bạn bấm chặn nè, hoặc là cấm cờ luôn nha các bạn nha. Còn những cái từ nào chửi bạn CCLL á, thì bạn bấm xóa đi là xong nha các bạn nha. Thì ngày hôm nay mình đã chỉ cho các bạn cách để các bạn ẩn cái lượt thích và không thích, cũng như là giữ lại những cái bình luận tế nhị để các bạn kiểm tra nha. Thì nãy giờ mình đã mang những kiến thức mình biết được trong khoảng thời gian làm YouTube để mình trải lòng, mình chia sẻ cho những người bạn mới bước chân vào làm YouTube những ngày đầu tiên cách ẩn đi những nhận xét tiêu cực làm cho bạn nản lòng. Hy vọng rằng sau video này bạn sẽ có thêm kiến thức để bạn đi tiếp trên con đường làm YouTube của các bạn để bạn khỏi nản lòng nha. Và bây giờ mình dừng video tại đây, mình kính chúc tất cả các bạn luôn luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Những điều tốt đẹp nhất sẽ luôn dành tặng cho tất cả các bạn. Và ngày hôm nay Trần Tâm thật sự may mắn khi được các bạn quan tâm và yêu mến. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nha.